Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video của NTD Công nghệ và mình là Đại. Trên kênh của mình đã chia sẻ một vài cái video hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể thực hiện kiếm tiền online ở trên nền tảng TikTok. Đó thì có rất nhiều bạn hiện nay đang kiếm tiền ở online ở trên TikTok và cái hình thức rất là phổ biến đó là hiện tại các bạn đang kiếm tiền bằng cái hình thức đó là làm affiliate, tức là làm tiếp thị liên kết trên TikTok. Thế tuy nhiên làm sao để các bạn có thể tìm kiếm được những cái video, những cái ý tưởng video cũng như là những cái sản phẩm để có thể làm tiếp thị liên kết có hồng cao nhất đó, và cái tỷ lệ chuyển đổi cao nhất, cũng như là cái việc các bạn tìm được những cái sản phẩm nào sẽ là những cái sản phẩm hot trend trong thời gian sắp tới. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ bạn cách để các bạn có thể tìm kiếm được những sản phẩm đang có hồng ngon nhất ở trên nền tảng TikTok, cũng như là những cái sản phẩm sắp tới có thể là những sản phẩm trend ở trên TikTok để giúp bạn có thể thực hiện là bán được rất nhiều sản phẩm bằng hình thức tiếp thị liên kết và các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền trên TikTok nhé. Rồi vậy thì cụ thể chi tiết như thế nào thì các bạn hãy vào phần chính trong video ngày hôm nay nhé. Rồi, việc đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn là khi các bạn thực hiện mà kiếm tiền online trên TikTok ấy, hoặc là các bạn làm bất kể một cái việc gì ở trên các cái nền tảng online thì nó luôn luôn có những công cụ, những phần mềm hay còn gọi là những cái tool ấy, để giúp các bạn có thể thực hiện được rất nhiều công việc khác nhau. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái tool liên quan đến nền tảng TikTok cũng như là TikTok Shop này, đó là cái công cụ FastMode TikTok Analytics. Thì TikTok Analytics là gì, FastMode là gì? Nó là một cái công cụ để phân tích những cái dữ liệu ở trên nền tảng TikTok cũng như là những cái dữ liệu liên quan đến nền tảng TikTok Shop. Đó, thì các bạn có thể là kéo xuống link dưới phần bình luận mô tả video hoặc là truy cập trực tiếp đến cái trang này ở trên Google nhé. Các bạn có thể tìm kiếm gõ vào hoặc các bạn có thể kéo xuống link dưới phần bình luận mô tả video để kích vào. Đó, sau đó thì các bạn hãy tạo một tài khoản, các bạn kích vào đây. Các bạn kích vào đây thì có thể là nhấn đăng nhập bằng tài khoản Google cũng được. Đó, thì các bạn sẽ có thể là đăng nhập bằng tài khoản Google cho nó nhanh. Đó, thì các bạn có thể sử dụng miễn phí phần mềm này. Phần mềm này sẽ cho phép các bạn sử dụng miễn phí. Đấy, ngoài ra thì bạn nào mà cần thiết đào sâu những dữ liệu hơn thì các bạn có thể sử dụng bản trả phí nhé. Và nếu như bạn nào đang muốn sử dụng những cái bản trả phí ấy, thì mình đã có một cái mã để giảm giá, trên giá đã giảm nhé. Ở đây thì nó đã giảm giá, rất đang có chương trình giảm giá rất là sâu, chiết khấu như thế này. Thế tuy nhiên thì mình có một cái mã giảm giá thì các bạn cũng có thể là nhập cái mã giảm giá này nếu như bạn nào đang có nhu cầu mua cái phần mềm FastMode này, nâng cấp phần mềm FastMode này thì các bạn có thể nhập cái mã nhé. Mình sẽ để mã trên phần bình luận mô tả video cũng như là mã trên màn hình, các bạn có thể nhập nhé. Nó sẽ giảm được thêm 10% trên cái giá đã giảm rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ bạn làm sao để các bạn có thể kiếm tiền bằng cái hình thức tiếp thị liên kết ở trên TikTok một cách hiệu quả thông qua cái phần mềm này. Thì trên cái phần mềm này có rất nhiều tính năng khác nhau, nhưng đối với những cái bạn mà kiếm tiền online trên TikTok thì mình muốn chia sẻ với bạn một cái công cụ mà phần mềm này nó cung cấp cho chúng ta để giúp chúng ta có thể tìm được ra những cái sản phẩm, giúp các bạn có thể tìm được những sản phẩm có hoa hồng cao nhất cũng như là những cái sản phẩm sẽ có thể là mang lại cái hoa hồng cao nhất cho các bạn cũng như là doanh số đang bán tốt nhất trên cái nền tảng TikTok Shop này. Rồi, các bạn sẽ tìm đến cái tab là sản phẩm, các bạn kích vào đây. Các bạn kích vào đây xong thì các bạn hãy nhớ rằng nó sẽ có rất nhiều thứ liên quan đến cái phần sản phẩm. Các bạn có thể tìm kiếm một sản phẩm cụ thể hoặc là tìm kiếm đến bảng xếp hạng doanh thu hoặc là những sản phẩm nổi bật. Thì các bạn kích vào đây, các bạn sẽ được thống kê toàn bộ những sản phẩm đó ở đây. Ở đây ví dụ như mình muốn tìm đến những sản phẩm đang là những sản phẩm nổi bật, các bạn kích vào đây. Khi các bạn kích vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy có những cái sản phẩm nào đang là những cái trend, những sản phẩm nào. Ví dụ đây, mình ví dụ những sản phẩm này trong vòng ngày 26 nó đã bán được tổng là 1.180 sản phẩm và đang xếp hạng top 1 nhé các bạn nhé. Top 1 trên TikTok đó là bán được với số lượng như thế này. Và ngoài ra nó đang có cái tỷ lệ hồng là 21%. Đó. Thì nếu như các bạn dựa vào cái này, các bạn có thể tìm được ra những cái sản phẩm liên quan đến ngành hàng cũng như là cái thế mạnh của các bạn đang làm affiliate. Đó. Và ngoài ra nữa các bạn có thể lọc ở đây, các bạn kích vào phần này, các bạn sẽ tìm đến cái phần, các bạn sẽ tìm đến cái phần nào mà liên quan đến sản phẩm, liên quan đến cái ngành hàng các bạn đang bán thì các bạn có thể tìm được ra. Đây ví dụ như mình là thiết bị gia dụng chẳng hạn, mình kích vào đây. Khi các bạn kích vào thiết bị gia dụng đấy, các bạn sẽ nhìn này, bảng xếp hạng hàng ngày, ví dụ là ngày 26, hôm nay là ngày 27 thì tức là ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì cái máy hút bụi này đang xếp top 1 trong ngành hàng gia dụng. Nó đang bán được 1.300 chiếc và bán với cái tỷ lệ, nếu như bạn là người sáng tạo nội dung thì họ sẽ chia cho bạn là 8% hoa hồng nha các bạn nhé. Đó, thì dựa vào cái này các bạn có thể tìm được những cái sản phẩm đang là sản phẩm trend ở trên nền tảng TikTok để có thể lấy về bán ở trên kênh của mình. Rồi, ngoài ra nữa thì có một phần rất là hay ở trong cái mục sản phẩm này, đó là các bạn sẽ kích vào phần này, sản phẩm mới này. Sản phẩm mới này là những cái sản phẩm mà vừa mới được đưa lên trên nền tảng TikTok Shop thì nó cũng được thống kê ở trong này. Đây, ví dụ mình ví dụ như các bạn là cái thời gian lên kệ của những sản phẩm này là ngày 23 tháng 6. Thì ngày 23 tháng 6 lên kệ nhưng đã có những sản phẩm bán được là 1.140 cái. Ví dụ như là sản phẩm này, mình ví dụ đây là sản phẩm này nó đang bán được là
hơn 1.000 sản phẩm chỉ trong vòng có 2 ngày thôi, 2-3 ngày mà nó bán được hơn 1.000 sản phẩm thì tức là những sản phẩm này rất có thể sẽ là những sản phẩm trend trong thời gian sắp tới. Thì các bạn hoàn toàn có thể lấy những sản phẩm này về để xem là chúng ta có thể review, có thể là lên ý tưởng làm nội dung đó để bắt trend những sản phẩm này. Bởi vì với những sản phẩm mà vừa mới lên kệ này thì các bạn hãy nhớ rằng vừa mới lên kệ mà đã có doanh số bán tốt như thế này thì có thể sắp tới nó sẽ là những sản phẩm trend, có thể bán được hàng nghìn đơn hàng và nó trở thành những sản phẩm trend. Và nếu như các bạn là những người đi đầu, các bạn là những người có những cái nội dung đi đầu liên quan sản phẩm này thì có thể sản phẩm này các bạn cũng sẽ được cắn xu hướng và được TikTok nó đẩy lên rất là mạnh, thì các bạn sẽ kiếm được rất nhiều đơn hàng từ những cái sản phẩm này đó. Thì cũng tương tự như vậy, các bạn có thể lọc ở đây, các bạn kích vào phần là mở rộng này, các bạn có thể tìm đến những cái ngành hàng liên quan đến ngành hàng các bạn làm. Mình ví dụ như là liên quan đến chăm sóc sắc đẹp chẳng hạn. Đấy, ví dụ các bạn kích vào đây, các bạn có tìm được là cái sản phẩm nào đang là cái sản phẩm mới lên kệ mà đã có doanh số bán tốt. Đấy, các bạn có thể kìm kéo ở đây, nó thống kê rất là đầy đủ chi tiết và rất là nhiều các bạn nhé. Đó, thì đây cũng là cái cách để các bạn có thể tìm kiếm những cái sản phẩm là những sản phẩm có thể trong thời gian tới nó sẽ là sản phẩm hot trend, các bạn có thể biết được tỷ lệ hoa hồng luôn. Và ngoài ra nữa thì phần mềm này nó sẽ giúp được các bạn là nếu như các bạn muốn biết được cái sản phẩm này, những ai đang bán hàng và những nội dung nào đang bán hàng ra đơn hàng, thì các bạn có thể kích vào đây, các bạn kích trực tiếp vào sản phẩm này. Để các bạn làm gì? Các bạn sẽ đến cái trang này, nó sẽ thống kê chi tiết cho các bạn biết được rằng sản phẩm này đang có những ai bán hàng và ai những cái nội dung nào bán hàng. Các bạn kéo xuống dưới này. Đấy, thì có những cái người ảnh hưởng đến sản phẩm này. Đây, ví dụ như cái bạn này đang là những người đang bán sản phẩm này rất là tốt. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nhìn ở dưới này những cái line liên kết, tức là những cái nơi nào đang bán sản phẩm này ở trên Finline. Đó, thì các bạn có thể thấy ở đây. Rồi, ngoài ra nữa thì cái công cụ này mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là một cái phần liên quan đến cái việc mà các bạn làm nội dung ấy. Thì đối với những việc mà các bạn sáng tạo nội dung làm affiliate ấy, thì rất nhiều lúc các bạn bí ý tưởng, các bạn không biết làm cái gì, không biết là nội dung phải làm như thế nào. Thì cái công cụ này nó cũng thống kê cho bạn một cái rất là hay, đó là cái phần video. Các bạn kích vào đây. Trong phần video này các bạn sẽ có một cái phần là video phổ biến, các bạn kích vào đây. Thì trong phần video phổ biến này các bạn hãy nhớ này, nó có một cái công cụ lọc ra những cái video nào liên quan đến bán hàng, các bạn kích vào đây. Khi các bạn kích vào đây thì cái nền tảng này, cái công cụ này, cái phần mềm này nó sẽ lọc ra toàn bộ những cái sản, những cái video nào đang bán hàng tốt ở trên nền tảng TikTok, nó sẽ xếp hạng trên này. Đó, và nó sẽ thống kê luôn cả những cái số lượng họ đã bán. Đó, mình ví dụ ở đây các bạn có thể nhìn thấy những cái video này họ đang bán được bao nhiêu. Đó, mình ví dụ những cái video của bạn này. Video của bạn này hiện tại có bao nhiêu view? Hiện tại chỉ có hơn 800.000 view, các bạn ấy cũng bán được hơn 200 đơn hàng. Thì các bạn có thể sử dụng xem là những cái nội dung này họ đã làm như thế nào. Thì các bạn cũng có thể nhái lại cái dạng nội dung như thế này. Đó, bởi vì đây là những cái video đã có sự chuyển đổi rất là tốt. Đó, ví dụ như video này đang có 535 đơn hàng từ một cái video này. Đó, các bạn cũng có thể thống kê được ở đây. Thì các bạn có thể dựa vào những cái nội dung của những người làm đi trước này để áp dụng về cái kênh của mình. Các bạn sẽ xem họ làm cái gì, nội dung họ làm ra sao. Đó, và ngoài ra nữa thì công cụ này nó luôn luôn có một cái phần mềm, phần lọc đó. Thì đối với từng ngành hàng thì nó sẽ cho phép các bạn lọc theo những cái ngành hàng cũng như là theo những cái số lượng cũng như là những sản phẩm các bạn có thể lọc nhé. Đấy, ví dụ các bạn làm về ngành thời trang chẳng hạn thì các bạn cũng có thể là lựa chọn riêng về ngành thời trang thôi để xem những cái sản phẩm nào liên quan đến ngành thời trang, những cái video nào liên quan đến ngành thời trang mà đang ra những số lượng bán tốt. Đấy, thì các bạn có thể áp dụng những cái nội dung đó về kênh của mình. Đây, mình ví dụ như là một cái video này mà bạn này bán được khoảng 188 đơn hàng thì rất là nhiều đơn hàng chuyển đổi từ những cái video như này. Các bạn có thể áp dụng cách này để có thể là tìm được những cái nội dung, có thể là thêm ý tưởng để làm nội dung nhé. Rồi, và như vậy thì video của mình cũng sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Mình sẽ để cái đường link đến cái trang này cũng như là cái mã giảm giá của cái trang này nếu như bạn nào muốn sử dụng cái bản nâng cấp của nó. Và ngoài ra trong quá trình thực hiện sử dụng phần mềm này, bạn nào có ý kiến thắc mắc gì các bạn có thể để lại comment phía dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn tất cả bạn một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.